Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật nhanh nhất những tin tức mỗi ngày nhé. Sở hữu phần xương quai xanh quyến rũ vạn người mê, những người đẹp này còn từng gây bão mạng khi khoe khéo được phần ưu điểm hút hồn mọi người. Sau khi sinh con trai, Triệu Lệ Dĩnh liên tục khiến mọi người phải suýt xoa vì nhan sắc và khí chất lên hương. Chẳng những lấy lại được vóc dáng thon gọn nhanh chóng, Triệu Lệ Dĩnh còn từng gây bão mạng khi mặc bộ váy khoe khéo xương quai xanh quyến rũ ấn tượng của mình. Lưu Thi Thi cũng là ngôi sao lên chức mẹ bỉm sữa vào năm 2019. Sau khi sinh con thì Lưu Thi Thi lại càng xinh đẹp và mặn mà hơn. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thoát tục và dáng người thon thả thì xương quai xanh cũng là ưu điểm rất đáng ngưỡng mộ của Lưu Thi Thi. Nhiều cư dân mạng còn nhận xét, xương quai xanh của Lưu Thi Thi đẹp đến mức người ta nghẹt thở. Cùng sinh con trong năm 2019, tuy nhiên Cao Viên Viên lại không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí như trước kia. Dẫu vậy, cô vẫn luôn là nữ thần trong lòng nhiều người. Ngoài nhan sắc và khí chất thì xương quai xanh của Cao Viên Viên cũng thường xuyên khiến nhiều cô gái phải ganh tị vì quá xuất sắc. Dù sự nghiệp diễn xuất không khởi sắc nhưng không ai có thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của Nghê Ni trong làng thời trang Hoa ngữ. Cô sở hữu dáng người cao ráo thon thả, khuôn mặt sắc sảo thời thượng cùng phần xương quai xanh hoàn hảo nên mặc gì cũng dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người. Angelababy vẫn luôn là nữ thần trong lòng rất nhiều cư dân mạng vì ngoại hình nổi trội. Bản thân Angelababy cũng rất chú trọng trong ngoại hình khi vừa sinh con được vài tháng đã tích cực tập luyện để lấy lại dáng người. Chẳng những thế mà Angelababy còn sở hữu xương quai xanh chữ V, xinh đẹp hợp với các bộ váy thời trang cao cấp. Và đây là điểm cộng giúp cô được lòng các nhãn hàng thời trang quốc tế. Địch Lệ Nhật Bà dù chỉ mới nổi lên vài năm gần đây nhưng cũng sở hữu lượng fan khổng lồ nhờ ngoại hình xinh đẹp. Ngoài fan nam thì Địch Lệ Nhật Bà còn có rất nhiều fan nữ. Đa phần họ đều tỏ ý hâm mộ xương quai xanh của Địch Lệ Nhật Bà và mong ước có được ưu điểm đáng ngưỡng mộ như của nàng. Vài năm trước thì Trương Thiên Ái từng gây bão khắp châu Á nhờ bộ phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. Dù danh tiếng bây giờ không còn như xưa nhưng không ai có thể phủ nhận được nhan sắc nổi trội của cô. Nhiều cư dân mạng cũng nhận xét dáng người và xương quai xanh của Trương Thiên Ái rất hoàn hảo. Trần Kiều Ân cũng từng là mỹ nhân Hoa ngữ gây bão mạng nhờ xương quai xanh quyến rũ của mình. Năm xưa, nữ diễn viên còn từng khiến nhiều cô gái phải ganh tị khi khoe khéo được ưu điểm của mình bằng cách chạy theo trào lưu dùng xương quai xanh để đựng trứng gà. Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan Lâm Chí Linh cũng là sao nữ sở hữu phần xương quai xanh rất đáng hâm mộ. Dù đã hơn 45 tuổi nhưng Lâm Chí Linh vẫn giữ được dáng người quyến rũ, khiến nhiều cô gái trẻ cũng phải mê mẩn. Dương Mịch cũng sở hữu phần xương quai xanh rất đáng ganh tị. Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên thường gây bão mạng nhờ đôi chân thon dài như vẽ, nên người ta cũng quên mất Dương Mịch còn có rất nhiều ưu điểm vạn người mê, từ dáng người thon thả, vòng một đầy đặn cho đến phần xương quai xanh. Dù chỉ mới nổi lên vài năm gần đây nhưng Cúc Tịnh Y vẫn dễ dàng là top mỹ nhân có ngoại hình nổi trội nhất showbiz. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh tú đậm chất cổ điển cùng phần xương quai xanh ấn tượng đã giúp Cúc Tịnh Y chinh phục rất nhiều khán giả khó tính và ngày càng nổi bật hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.